Định kỳ thứ 6 hàng tuần, tại phòng tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân xã Bản Vược, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông Ngô Hoàng Sơn, trực tiếp gặp gỡ tiếp xúc người dân. Những buổi tiếp công dân như thế này không chỉ giải quyết thắc mắc, kiến nghị của bà con, mà còn là cơ hội để lãnh đạo xã nắm bắt tâm tư nguyện vọng, gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn. Đồng chí là tiếp đón rất là nhiệt tình, giải quyết công việc đến nơi đến chốn, là cho công dân coi như là với cái hướng giải thoát cho những cái người có cái đơn thư, cũng như là những cái nào giải quyết rất là thấu đáo so với lại nhân dân. Chúng tôi cũng nắm bắt được cái tình hình của người dân qua ý kiến phản ánh của người dân, nhất cái tổ hòa giải tại thôn, để chúng tôi nắm bắt được cái tình hình và căn cứ vào các giấy tờ liên quan, từ đó để giải thích cho người dân hiểu hơn về những cái quyền lợi của người dân được hưởng, nên là người dân là cũng đồng ý theo những cách giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, hợp tình hợp lý và đúng theo quy định của pháp luật. Trước kỳ họp thứ 2, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tổ chức giám sát người đứng đầu trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại 27 cơ quan, đơn vị trên địa bàn của tỉnh. Thực tế cho thấy, người đứng đầu đã thực hiện đúng các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, các đơn vị tổ chức, người đứng đầu được giám sát đã tiếp nhận, giải quyết trên 5.000 đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền, ban hành trên 3.000 văn bản, ý kiến trả lời người dân. Người đứng đầu ở các cấp chính quyền, nhất là ở các cơ sở, cơ bản là được thực hiện khá là tốt. Từ đó thì các cái cơ sở, các cái vụ việc xảy ra được quan tâm, chỉ đạo, giải quyết kịp thời tại cơ sở. Đồng thời cũng phát hiện những vấn đề còn tồn tại, những cái yếu kém, rồi sai sót để có cái điều chỉnh, có cái uốn nắn kịp thời. Tuy nhiên, quá trình giám sát cũng cho thấy nhiều những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tại một số cơ quan đơn vị địa phương, người đứng đầu chưa thể hiện rõ chủ thể cá nhân trong công tác tiếp công dân. Tình trạng ủy quyền cho cấp dưới tiếp công dân thay vẫn còn diễn ra. Điều này đòi hỏi người đứng đầu các cơ quan tổ chức phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, thực hiện đúng vai trò trách nhiệm trong tiếp xúc, giải đáp kiến nghị của nhân dân. Người đứng đầu là phải thực sự là quyết liệt, là thực sự là tâm huyết và thật sự là gần gũi, chú ý lắng nghe những cái tâm tư, những cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ đó thì mới có được đề ra được những cái chủ trương, những cái giải pháp để lãnh đạo, để chỉ đạo một cách kịp thời, đúng đắn, giải quyết có hiệu quả những cái nhu cầu, những cái vấn đề mà người dân bức xúc. Công tác tiếp công dân giữ vai trò quan trọng trong quá trình đảm bảo dân chủ ở cơ sở. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ này, vừa bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch, hiệu quả trong giải đáp ý kiến của nhân dân, vừa phát huy vai trò người lãnh đạo của dân, do dân và vì dân.